em xin như tan cảnh siêu dài. Quang Linh Vlog, chiều hư Hoa hậu Thủy Tiên. Mới đây, bộ ba Quang Linh Hằng du mục Hoa hậu Thủy Tiên đã có màn kết hợp gây chấn động trong phiên livestream với nhau. Cả ba đều diện trang phục boy phố với chiếc quần jean bó sát, áo sơ mi đại bàng và mũ lưỡi chai. Khi Hoa hậu Thủy Tiên mặc áo nhà Quang Linh, lên phô mông dáng, màu xinh đến dễ mặc, có dạng 4 chiều, chất liệu len tăng siêu ấm, gió mùa về rồi, mua áo ấm thôi. Mặc dù xuất hiện với tạo hình dìm hàng, song Hoa hậu Thủy Tiên đã bắt nhịp cực nhanh và cũng hùa theo những màn đùa vô tri của Quang Linh. Điều này khiến fan của cặp đôi vô cùng thích thú và đều bình luận hài hước rằng Hoa hậu Thủy Tiên bị Quang Linh chiều hư mất rồi. Đây cũng là lần đầu tiên Hoa hậu Thủy Tiên xuất hiện chung trong phiên Mega Live với Hằng Du Mục và Quang Linh. Mối quan hệ của cô nàng và Hằng Du Mục cực kỳ thân thiết khi cả hai còn đùa rằng sẽ kết hôn với nhau. Màn kết hợp của bộ ba idol giới trẻ nhận được rất nhiều sự quan tâm. Trước đó, cả ba đã có mối quan hệ thân thiết và nhiều lần gặp mặt chung với nhau. Thế nên fan luôn đoán rằng, dù sớm hay muộn thì cũng có màn kết hợp chung trong phiên live stream thôi. Phiên Mega Live ngày 15 tháng 10, một có sự xuất hiện của Hoa hậu Thủy Tiên, cũng là phiên được Quang Linh rất đầu tư. Trước đó, anh chàng thường xuyên nhá hàng và không ngại dìm hàng bản thân bằng việc diện trang phục boy phố, hay cosplay theo outfit bà thím của The Dragon. Điều này khiến cho nhiều fan càng thêm yêu mến anh chàng nhờ sự giản dị và hài hước của chủ tịch. Anh cho em kéo thêm anh cái, anh đứng lên đây. Gì thế? Quay. Rồi anh làm vậy nha. Nhảy về. À, bắt lên à. Không, anh nhảy về hai nhịp, xoay anh vuốt tóc, xoay anh nhảy hai nhịp rồi anh làm đi. Nhịp máy hồng. Hai, ba, vuốt tóc. Không. Nhảy hai nhịp không ơi. Một, hai, vuốt. À, làm này cũng được, làm này con. Tao mày quay. Vuốt lên. Tao mày quay, tao làm cái kia. Hai, ba. Nhìn máy hồng nha. Rồi vuốt tóc xong nhảy tiếp. Rồi đúng rồi đó. Rồi cảm ơn Linh. Xong rồi. Lợi dụng mình như đây thôi anh. Rồi cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều phiên live ngày hôm nay nha. Chúc cho phiên live của Quang Linh rất sẽ thật là thành công và bán thật là nhiều hàng nha. Ok. Tiên có công việc đấy nha, là vào phủ anh em mình tầm 1 tiếng thôi. Vâng. Đây vào phụ vui vui thôi mọi người ơi, anh em hỗ trợ nhau thôi. Nhưng mà nếu mà có vậy thì cũng vui. Nếu mà nhiều xíu á thì cũng vui hơn. Tới tới đây hỗ trợ anh em là chính. Nhưng mà nếu mà có vậy thì là 10. Đó. Nhớ đi xong rồi làm tiền lệ đi nha em, xong rồi chị còn có thể noi thêm được. Thôi đủ em. Trời ơi. Chị ơi, chị phải giữ lên chứ chị hiền quá là không có được đâu. Mấy ông này ghê lắm. Không có hiền rồi đó chị ơi. Thấy chưa? Ngốc kìa. Thôi được rồi. Cái gì bao trời gì mà lâu quá vậy? Mai mốt vào thì mời đi ăn xôi hả? Xôi trứng. Rồi giá nó phải tốt chứ mới mua nha. Giá cao cao không mua. Thì ngày hôm nay mình tới đây còn hỗ trợ anh em. Mong là sau này anh em cũng hỗ trợ mình. Tháng sau bọn anh cũng có Mega Live tiếp. Cũng là hai phiên. Hình như ai gọi em rồi ha. Alo. Tôi chuyến bay, trễ chuyến đi. Alo. Hả? Sao? Đây về đúng không? Ở đây là nước hoa gì cho đàn ông nha. Nước hoa này cho đàn ông ok lắm nha. Khét đi. Nước hoa này là anh thích sử dụng lắm em ơi. Nước hoa này ăn xịt cái là anh đi cô gái là gái chết hết. Sao em? Cái gì nó mà kì? Trời ơi, cái mùi nước hoa mà. Trời ơi, cái mùi nước hoa thật ra một đá xỉu nghe. Cái này là con gái đổ mà con trai cũng đổ luôn á mọi người ơi. Thề luôn. Thì ra là thế. Này ok luôn.